Mà hai vợ chồng thì điên đi bả mộ cho bố ấy, xây mộ xong rồi ra thắp hương, ra mộ bố thắp hương cái gì vẫn long mạch à? Hàn long mạch. Anh chị ra trước rồi, hai con hai vợ chồng thì điên thì đồ ra cho bố cho hoàn thiện công việc xong được mười. Em cho một củ ngay từ đầu nó là cẩn thận cho em được không? Đưa tiền trước luôn. Cẩn thận chỗ nào mà ngủ? Người làm trên xe thì phải nổ máy. À, xe vẫn nổ máy chứ ạ? Ừ. Con bố Phương sáng nay nhầm từ ngày thường, ừ hôm nay được nghỉ à, thì nó bắt phải nghỉ đây. Nhớ rồi không phải đi có gì gọi nó đâu, gọi nó chứ em, anh toàn gọi em, em toàn gọi gọi nó. Cái này đem nắm đấy Thùy ạ, cái bột này này không, em đã cái bột đá em không phải bột đá nó, mà nó lau cái đen lên để nó đen đen như cái huyết mạch ấy. Ừ. Này phải đợi thầy lễ rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình cứ lên mình lau trước đi. À. Tí thầy lên chỉ lễ thôi. Lau xong mình bày. Ê, tí em đón nhá. Ừ. Con cứ đi về đi xong tí nữa gọi rồi lên nhá. Vâng. Gần xong. Dọn hết ra. Nó ngồi đây khổ thân đấy làm. Ờ. Đấy. Hôm nay anh chị ra xây mà cho bố mộ xong rồi mà. Đấy. Bố mẹ ở cạnh nhau luôn. Đây. Mẹ bên này. Bố bên cạnh luôn. Đấy nay chị em con ra đào mộ nhá, xây cho bố mẹ cho bố xong rồi nhá, bố yêu nhá, bố ăn nghỉ nơi chín suối nhá, con mong bố sẽ được siêu thoát về cửa Phật nhá, bố nhá. Đấy, mẹ bên cạnh bố luôn này. Đấy, mẹ bên này mẹ yêu nhá, giờ mẹ được gần bố rồi nhá. Chị em con con làm thế tạm mộ cho bố nhé, bố yêu nhé. Chị gái đấy, hai mộ bên cạnh nhau luôn, bố mẹ ở bên cạnh nhau luôn. Mẹ là 254, bố là 255, bố nhá, bố yêu nhá. Bố mẹ được gần ở bên nhau rồi. Anh con ở bên kia, con vừa ra thắp hương cho anh rồi, bố yêu nhá.